Ok, xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi một tựa game hoàn toàn mới so với mình anh em. Thì nói chung mới là mới so với mình thôi. Còn mấy bạn thì hình như là hầu hết cũng đang chơi cái tựa game cái gì mà on cái gì ấy, anh em. Mà mình thì dở tiếng Anh nữa. Này là một kiện như một tựa game dép nhà thôi. Mình thì cũng đã có nạp kẹt vào Chilong, nạp code đi qua nhận code để quay mấy cái con này con kia anh em. Mà nhưng mà hiện tại thì mình chưa biết chơi như thế nào luôn á, thì hôm nay mình vào server thì có Lê Vinny Tấn Tài với Nam để coi thử có chơi sao nhé anh em. Thì mình thì cái tựa game này hoàn toàn mới với mình nên mình sẽ vào học hỏi tụi này chơi sao nhé. Ok, bây giờ bắt đầu thôi, bắt đầu chắc là sẽ đi dép nhà này kia rồi thôi nhá. Rồi rồi rồi, để mình mở cái mic Discord lên nhé anh em. Chị áo đỏ đẹp hơn. Thôi thôi nào, hết bớt bớt chị áo đỏ chị áo xanh đi, cho tôi quay clip coi này, giờ vô chơi sao chỉ coi. À, anh thì mic Lập cái mic lập hai lần kìa. của dân á, tao tắt mic Ủa dân rồi, dân tao xài mic điện thoại. ấy À, dạ hơi hơi rét người nha. nhìn Giỏi kìa, bắt người quá. nhìn kìa Nam Vì vô chơi sao đi thêm em. anh có 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 Con nào sao nhiều nhất bỏ vô. anh có 4 con 4 con 4 sao luôn nè, bỏ vô đâu? À, Đem vô. anh nhắn vô event story rồi nhắn vô con đó, nhắn chữ em quýt ấy. Thôi nào cho tao quay clip đi. Nói cho anh tắt mic của anh Văn rồi, tại mic anh Văn giọng quá, mic điện thoại. Ui, anh Nam có con cây kiếm dài lắm. Rồi làm sao để tắt cái này đây? À, tắt đây đúng không? Anh đi đâu mất rồi? Rồi sao anh vô chỗ quay quay cái này rồi làm sao để anh đi ra? Dân vô ít à. Rồi rồi Đi rồi 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 rồi. đây nè, đi đấu hạng thế giới này. Không phải thế giới gì nữa, tao cấp không đây này, Đi khổ. được hết anh. Cấp máy vô cũng không hạng thế giới được Anh Tài nó kêu mình game này muốn mạnh là phải nạp Robert cho anh em à. Thiệt khổ. anh. Nạp vô quay. Nạp quay thôi nhưng thực chất mạnh hay không là do cái đỏ của mình đó anh Nhân phẩm nè. Chưa chỉ phẩm hùng hùng Moin cái nó chính, nó đâu có cái cơ. con nào mà gọi là Vô nè, đây đây nè, đây hả? đâu phải nít chính không đâu anh, nít phụ nó cũng Đồ chả có cái gì luôn. ô nhìn xịn vậy, mày đi vô đây mình hát karaoke hả? Đúng rồi, ê đi vô đi Vô hát karaoke. À, có con cầm cây đi kiếm bự không? đấy, kiếm to đùng. Vậy sao chị áo đỏ Rồi em ru rồi? chị áo đỏ bị nói, để anh chúc anh quay clip xong đi, là chị áo đỏ mở mic lên nói chuyện với nói chuyện chứ chị áo đỏ xài mic điện thoại giọng lắm không có được. Dầm dội em rồi, em cười thở không nổi luôn Cái á. thằng này đi vô coi, Gì vậy? cái thằng Từ hacker đi vô coi. từ từ vô chứ. Con 17 giây không vô, quỷ À, này. thấy cầm cái kiếm bự không? Thôi tao chém lát lưng vậy. Này nó chơi liên minh với mình, nó hô nó ranh bạch kim rồi, nó lên cao thủ rồi, cái kiểu mà nó đánh ngu lắm anh em ơi. Chết lẻ không. Solo Đây mình xanh nhất đây mà đó. Tài giờ game này nạp cỡ nhiêu tiền vô là mạnh Tài? Vậy chẳng chịu vô thôi, mua hết kim cương quay nhân vật là mạnh. Wow. Quay nhân vật này mà còn phải up cấp nữa nè, phải đi vô đấu giải thế giới này nữa. Phải có con để up kinh nghiệm. Vậy thì Rồi rồi giờ làm gì nữa chỉ coi, tao đứng đâu? nhìn. Chạy rồi, đặt ra, đặt ra. Tao đặt được con nào? Sao sao những cái bản đồ gì kỳ vậy? đang Nó nó đang vậy spam á. á, đang spam ấy. À, tao đứng Để đặt đâu? ra mấy con có cái đuôi của em xịn lắm, Tao đặt con anh này. đứng đâu cũng được, đặt đâu cũng được, đặt từ ngay mé mà Đây là đánh nó, mày là đặt nè. con gì ra? Nè, đứng đặt được con kiếm dài nè. Anh đặt sát sát cái lề đường á, đặt chỗ đó nhiều khi AoE nó không đủ để quýnh ấy. Hết tiền rồi. Đợi đi anh, từ từ có tiền. Vậy con đứng chơi luôn kìa. Tao À, thằng đi thấy không, vợ lại lại đây làm giàu nè, go đặt Puma go ra làm giàu ở đây nè. cái gì Zno no vậy, bay chết hả? Z anh, Z đi, Z đi, bỏ qua quay, bỏ quay này À, cho có tiền thêm. Ê nuôi đặt con gì ra thấy kìa, tao tao anh Nam ơi, anh mới coi hình của Giang, anh thấy kẹo đỏ anh. chịu trắng không, gu anh là thạch nhiều em ơi, Giang xương sẩu không à, đau lắm. Không, chị áo đỏ nhìn xinh Không, hơn. chị áo trắng xịn hơn em ơi.
Không, áo đỏ anh đi Không, nãy giờ chị áo trắng mà không chị không áo tin. trắng, thấy không, đi nó đi nó có cái gu bánh bao giống anh, thấy chưa. Không anh, em bình thường. Thôi lo chơi game đi, trắng đỏ gì khổ. Không, cái nào có con Son Goku siêu Saiyan 3 ấy rồi bay. Saiyan 3 Cũng có, anh tích lại bốn con anh nâng lên được ấy. cho tiền nữa nè, tôi sẽ thả con Goku tôi ra. con Goku của anh yếu lắm. Thả con Goku anh Senji 3 nè, sao Senji nè. à sao chi vậy Ok chưa? Ủa sao này nó không mặc Đâu này đồ, vậy? nó không mặc đồ tại Đâu? nè. Thằng này trong phim nấy anh. Nó không mặc đồ Nó kìa. thích vậy. Thấy ghê thiệt chứ. Phim gì? Đây bọn này cũng đâu mặc đồ luôn Chơi nè, thấy không? game như vậy mà nó đam mê lắm, nó rủ mình vô chơi nạp tiền rồi các kiểu thiệt khổ. Chị lắm anh ạ. Đó được tiền đó nè. Tiền quá trời luôn. Ui, Sanji của anh mạnh vậy, trưởng trưởng ghê. Ăn con nữa. Ui, chiêu đã vậy. Ui trời ơi. Anh đạp không chết kìa, đạp có con đi ra rồi nè. Để đó anh, nó bị dính hiệu ứng máu em cũng chết à. Rút máu từ từ cũng chết. Ồ, nào ngồi cái ghế thấy ghê vậy. Em anh. Này mà nạp mua game pass VIP này. Được. Thằng đi đâu bận tâm anh em mình làm gì đâu. Đặt Buma ra đây làm giàu. Không lo sự đời. Tại sao cái con này có cái đuôi mày? Đâu còn nữa của em anh. Con đã chích ra máu á. Chảy cái máu từ Còn từ cái nào chết. kẹt Con cái xịn lắm. này kia ngạo quỷ á. Sao nó hết cho tao đặt coi. Đây, đây rồi. Có tiền Nó tao sẽ có đặt. hai chỗ đặt. Anh thấy không? Nó dùng xanh là anh đặt được. Nó sẽ đặt được một chỗ dưới trên cục đá. Game này nói Một chung thì đồ họa nhìn cũng ok nè, đẹp. Nhưng mà cái tao không thích cái tựa kiểu không thích kiểu tựa game này đứng vào nhìn nhìn buồn ngủ chết. Hơi đặc lúc biệt đó nè, đánh lại nhắn ép vô mấy cái con quái bay đạn đá bớt cái tài thật mà có một rồi. số con nhắn vào dùng chiêu được mà Được đâu, có một số con thôi chứ đâu phải con nào cũng được. lừa Nâng cấp nữa anh nhắn vào con đó có nâng cấp lên á đặt quá chi trời, tao đặt quá trời luôn nè mày. nâng cấp lên nâng cấp lên chiêu các kiểu rồi đam nó bút lên á Nhìn xịn xò quá ha. Nhưng mà thường thường đi tới rau mấy là được. bút chục anh với sức mạnh tìm mình hiện tại là bút chục Ôi Sanji cũng xịn lắm mày. Ôi đạp cái kiểu ghê chưa. Đùa. Ôi đạp ra lửa này. Ôi Sanji này không biết dùng chung với con Vô kìa. Không mà chết vô à. được. Sao Vô mà vô bị hiệu ứng hút máu của em với lửa của anh Nam chết. Ôi Sanji xịn vậy. Nè. Ôi Sanji quýnh ra lửa bị lúc rút máu này. Bốn Ngon giây vậy. đá lần. Ủa hết Ôi cho cũng... tao hết cho đặt rồi tại cái gì 88 gì á? 8 con Ừ. Senji thôi hả? Senji là má 8 con một rồi. Nâng cấp nó lên anh. Làm sao? Nhấn vào nó có chữ up ga đe gì đó. Bên góc trái á, góc trái dưới á. Còn Bấm si là bán nha. Cái xanh Ow. xanh ở dưới hình avatar của con tướng ấy. Anh nhấn vào cái chỗ con tướng. Con tướng trên màn hình anh đặt rồi á, trên đất ấy. À Rồi xong nó hiện lên cái bảng có chữ up 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 ra ghe up ga ga đe gì đó đam gì nè, đó anh nhấn vào thì nó up lên thì bút sẽ tăng đam các kiểu lên úp tất cả các con hay là chỉ úp cái con mình làm thôi. chỉ con anh đặt ra thôi À được, má 8 cấp là ba cấp 3 là má rồi. Thì anh đặt lên nâng cấp từ từ lên à. tùy con nữa càng đi nữa con ghê lắm nâng 6 cấp lần Tao thấy cái con nó không mặc quần rồi tao nhìn tao thấy vui rồi nè. Ồ tại có cái đang phi đi à tiêu bự nào dữ hả? luôn nhỉ Cái phi tiêu đó anh đi làm nhiệm vụ ải đi ải thường nhận được Tên gì AOE gì tài
Làm gì đánh lan nè, đánh nhiều mục tiêu nè. Đánh kiểu như con tao xịn mà mày xịn này. Con Sanji với con của em tí hồi rút máu xịn luôn ấy. Con tao nạp tiền cho tao mua mà hỏi sao không xịn ông được. Đùa. Mày cũng 4 giây đá lần. Con tao xịn vậy, con tao vậy mà kêu không xịn. Là nhìn mấy con này chơi vậy thôi á hả? Nhìn cũng... Nhưng mà tao đang hát mắt tại sao nó không có mặc đồ? Cái team nó vậy á. Team nó không mặc đồ á. Nhân vật gì kỳ không mặc đồ. Cái team gì quên rồi ta. Pin này pin gì nè. Hai thật. Chơi game không mặc đồ thấy không, không không vui rồi đó. Đó gà tóc đỏ giống em kìa. Đi này là mình có kim cương á hả? Trong này có nhận level kinh nghiệm với con để anh nâng cấp mấy con mà của anh á. Nâng cấp level nữa cho cái đam cơ bản lúc đầu nó vô mạnh hơn. Như con của em bây giờ lên level 46 này, con của anh chỉ level 1 thôi. Anh dí chuột giờ anh thấy á, ghi chữ level 1 á. Nam có cái ghế anh luôn kìa. Chủ tịch đấy. Nam có cái ghế luôn xịn vậy. Game bát mà. Ồ, đập tiền luôn, ghê ta. Game đại gia không anh em á. Mua game bát này FK nhận được tiếp 2 game nữa anh, xịn lắm. Đại gia không, anh làm gì có tiền nạp game bát anh em. Khổ lắm. Anh chủ tịch mà không có tiền, khổ. Sao bắt đầu giờ mình hết cái việc làm rồi anh. Ngồi chơi đúng không? Đầu nó đặt ra con có râu là mình hết quấn được rồi. Đợi tí quay 30 đi. Chứ dầu giờ là anh quỷ con của nó được không? Rồi anh đứng anh cản cái này được không? Không à, vậy mình đứng mình ngồi mình nhận cấp cũng được mà, thiệt chứ khổ. Đúng rồi, mấy thằng hát đó anh em à, đi nó hát nó mở ra mấy con xịn mày vậy. Đặt mắt nhiều hâu rồi cái kiểu ra ngồi sạc sạc rồi nè hả? Ồ vậy anh Tài hát hơn em luôn á. Thôi dạ. Anh biết em hát rồi đi. Đừng bịa đặt. Không được rồi. Không mọi người biết ông hát mà. Đối thừa vậy không được rồi. Đi hát rõ ràng. Chui rõ ràng đối thừa. Hát đi hát. Đi up mấy cái con này lên. Áp một con nữa. Thằng mát hết rồi. Gì vậy? Cử gì cha? Khỏi chơi nữa anh. Đó giờ nó đặt cái ga chém gì chơi bời gì nữa anh. Đi hát mà. Ghê chưa? Bởi vậy đi hát chơi gì anh em, chán game mới. Thì mình định mình vào mình trải nghiệm game mà chơi chung với mấy hát này còn gì nữa là chơi. Thôi, chắc kết thúc video thôi chứ đi hát chơi gì nữa anh em. Đi với Tài nào cũng hát hết chán thiệt. Cái đầu mà chát. Xui nó ra nó từ. Thôi. Thôi anh em à, thì cái game này thì mình sẽ tập chơi từ từ. Thì nói chung thì giờ có team nó cũng khá là mạnh rồi, team Tài với đi nó khá là mạnh rồi. Mình vào cũng ngồi nhìn nó chơi là chủ yếu thôi, để mình từ từ mình đúp mấy cái con mà kiểu mình đép lên cho nó xịn xịn rồi mình thử mình đi một mình nhé anh em. Thì cái clip trải nghiệm cái game này lần đầu tiên của mình thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc từ đây thôi. Thì nói chung đi tới rau 40 nó sẽ rất là lâu, mình nghĩ mình sẽ kết thúc ở cái quay 15 này được rồi. Thì cũng cảm ơn anh em đã bỏ một chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn anh em ở những clip sau, bye bye.